Cái điều thú vị nhất của cái Ferrari này đó là sử dụng búa natural. Cái bộ loại búa natural này tạo âm rất là chắc và cái giá búa rất là mắc. Cái thứ hai, cái độ dày của nó khoảng là 10.5, cho nên khi nó đánh vào dây thì cực kỳ nhạy bén. Cái thứ ba, nó làm bằng mahogany. Thứ tư nữa là toàn bộ những cái chi tiết ở trên này, toàn bộ bằng gỗ hết nha các bạn, hoàn toàn không có cái gì của plastic và tạo ra âm chắc chắn. Thứ năm, Rosewa bằng đồng. Wow, chỉ những cái cây đàn đặc biệt thì mà làm như vậy thôi. Free Dolin Gmail. Và cho các bạn ước sơ sang cái dòng Ferrari này nó có cái gì đặc biệt hơn. Ok, nhìn thôi đã mê rồi, hoàn toàn có thể mê hoặc được những người dùng khó tính. Còn bây giờ âm thì sao? Cái này thì mới khui ra chưa chỉnh nhây. Ok, bây giờ tôi thử. Sau và rất là thuyết phục hơn hẳn so với tất cả các dòng đàn khác nhiều. Bây giờ tôi sẽ check ở phía dưới. Check phía dưới đây. Về mẫu mã thì đây, một cái kiểu mẫu mã hiện đại cực kỳ. Còn phần phía dưới đây, phần phía dưới tôi phóng xa ra cho các bạn xem, nó rất là thú vị. Tại vì các bạn âm của nó chạy dài rộng từ bên này sang tới tận bên này. Và thứ hai, phần âm bass nó nghiêng về bên này và nó lấy tiết diện cho dây bass dài hơn, cho nên cái âm bass nó sâu lắng hơn nhiều. Và âm bass này, như các bạn thấy, mỗi hãng sẽ có một cái thiết kế khác nhau. Và càng thiết kế dài về đây và chịu lực khung frame càng chắc bao nhiêu thì âm bass sẽ chắc, trầm lượng cực kỳ tốt. Âm treble cũng vậy, cho nên tôi khẳng định rằng cái dòng này ấn tượng hơn nhiều so với vài dòng khác. Ngày mai tôi sẽ test lần cuối và check xem âm lượng cao, âm lượng thấp của nó sẽ như thế nào. Về Lotus thì hoàn hảo, rất là nhạy. Ok.